không sao, nhưng tính cái nốt to đùng chẳng hạn, tự nhiên làm cầm có mảng đen sậm hơn lên một chút, về mặt thẩm mỹ là không ok, đúng không? Đấy, cái thứ hai nữa đó là bán theo phương pháp kia thì độ tổn thương nó sẽ giảm bớt đi, bởi vì mình sử dụng cái năng lượng nó nhẹ thôi thì độ tổn thương trên da của khách nó cũng sẽ ít đi. Đấy, thì bây giờ tất cả các, đối với lại, chỉ nói là đối với lại các dạng nám mảng rộng, mình nên bắn theo phương pháp không tạo vảy. Còn ví dụ người ta chỉ có một hai cái nốt nhỏ đi siêu siêu như này, thì nên bắn theo pháp tạo vảy cho nhanh, đúng không? Còn nếu mà người ta bị cả mảng, cái vùng diện tích, cái vùng bệnh lý nó rộng, thì nên bắn theo phương pháp không tạo vảy. Còn ví dụ người ta chỉ có một vài nốt nám thôi, một vài nốt như này thôi, đấy thì em có thể bắn theo pháp tạo vảy được, cho nó nhanh, đúng không? Nó tạo vảy phát xong rồi là nó bong đi, xong đến hôm sau, một hai lần sau mình đến bắn thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu người ta có một cả mảng rộng như này thì em nên bắn theo phương pháp không tạo vảy, nó sẽ tốt hơn, vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ cũng như vừa giảm thiểu cái độ tổn thương trên bề mặt da cho khách. Nhưng tóm lại là cả hai phương pháp đều hiệu quả như nhau, chỉ khác nhau về số lần với cả hiệu quả. Chị nói luôn, hiệu quả như nhau, nhưng nó chỉ khác nhau về cái phương thức sử dụng khi mình lựa chọn cho khách, áp dụng cho với những cái vùng bệnh lý, đúng không? Chỉ đơn giản em bắn một cái nốt ruồi, bắn tạo vảy luôn đi, đúng không? Đúng không? Hoặc em bắn một hai cái nốt tàn nhang, em bắn tạo vảy luôn đi cho nhanh. Nhưng nếu như khách người ta có một mảng nám như này, cả một mảng to, cái vùng diện tích to rộng như này, nên tư vấn cho khách bắn không tạo vảy. Thứ nhất về đảm bảo về mặt thẩm mỹ, đúng không? Bởi vì là gì? Bắn tạo vảy là nó sẽ có hiện tượng sậm màu lên sau khi trị liệu. Vậy thì cả một cái mảng to của người ta mà nó sậm lên thì về mặt thẩm mỹ là không ok. Thứ hai nữa là gì? Là mình cũng giảm thiểu được cái độ tổn thương trên bề mặt da cho khách. Đấy. Bởi vì khi mình bắn một cái mảng rộng thì là gì? Là cái phần năng lượng của mình sử dụng nó sẽ cao. Và cái quan trọng là khách cái độ chăm sóc giữ gìn nó không được tốt ấy. Chống nắng không tốt. Đấy, thì cái độ tổn thương, cái độ phục hồi sau trị liệu của khách hàng nó sẽ có nhiều rủi ro hơn. Đấy. Cho nên là bọn em sẽ nhớ là ví dụ khách chỉ có một hai nốt tàn nhang. Đấy, chẳng hạn đó thì mình cứ bắn đi, bắn theo cái phương pháp tạo vảy đi, nhưng cả một mảng to nám vùng trị liệu rộng lớn này, bắn lên đi.